Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Và để tiếp tục các video hôm nay thì đó lại là một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ khủng của IWC. IWC là viết tắt của International Watch Company. Nếu mà dịch ra tiếng Việt là công ty đồng hồ quốc tế đó. Còn với thương hiệu IWC thì các bạn chơi đồng hồ thì chúng ta đều biết đây là một thương hiệu khá là cao cấp rồi. Và như các bạn thấy ở đây, chiếc này của mình thì sẽ là một chiếc đồng hồ với cực kỳ nhiều tính năng, và nó hiển thị rất là nhiều trên bề mặt. Và hơn nữa, chiếc này còn là một chiếc limited 50 chiếc này. Các bạn thấy nó đánh số là 41/50. Cùng với đó là ở góc 4 đến 5 giờ chúng ta sẽ có một cái chữ ký nho nhỏ. Chữ ký này thì đố các bạn biết là của ai. Đó, đây là của Luis Figo. Và đây là Luis Figo là đại diện thương hiệu của IWC trong khoảng thời gian trước. Và chiếc này là một chiếc collab, và nó là một phiên bản gọi là limited 50 chiếc mà dành riêng cho Luis Figo cũng như IWC. Ở phía đằng sau thì chúng ta còn thấy dấu ấn của danh thủ này, khi mà chúng ta thấy trên cổ văng sẽ có cái con số 7 ở trong cái phần là gold medallion này. Gold medallion tức là cái phần này của chúng ta sẽ được làm bằng vàng 18K, và chúng ta sẽ có hai cái dòng chữ là Luis Figo ở hai phía hai bên. Với phiên bản thường thì ở đây thì sẽ là logo của IWC. Tuy nhiên là với phiên bản đặc biệt này thì nó đã dành hết đất cho Luis Figo để có thể biểu diễn trên chiếc đồng hồ này. Vậy chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt mà có giá retail lên đến 28.500 đô? 28.500 đô, chiếc này nó vào khoảng tầm 700 chứ không ít đâu các bạn ạ. Thì tính năng nổi bật trên chiếc này các bạn có thể nhìn thấy, đầu tiên đó là lịch vạn niên. Và thứ hai, ở đây các bạn có thể thấy là nó có một cái vòng màu đen, và nó ghi rõ là 7 days, tức là chiếc này sẽ có cóp lên đến là 7 ngày, tương đương với 168 giờ. Đây là những cái thông số cực kỳ khủng trên một chiếc đồng hồ cao cấp. Ngoài ra thì chiếc này thì nó có size là 44mm, nó sẽ phù hợp với những anh nào mà cao to một chút. Chúng ta nên có tay cỡ tay vào khoảng tầm 18cm. Và nếu như anh em mà cao khoảng 1m8 thì càng đẹp tuyệt vời khi mà chúng ta đeo chiếc này. Dĩ nhiên một chiếc đồng hồ của danh thủ Luis Figo, một danh thủ đá bóng cực kỳ nổi tiếng, thì dĩ nhiên là nó cũng cần một cái cơ thể mà đậm người một chút. Thì với chiếc này thì nói thẳng luôn là không dành cho anh em tay nhỏ. Các bác tay nhỏ nếu mà sưu tầm thì chỉ có thể để được, chứ mình nghĩ là không thể đeo được chiếc đồng hồ này. Quay trở lại với chiếc IWC Portuguese Luis Figo Limited Edition. Thì chiếc này như các bạn thấy là trên mặt đeo của nó khá là rối và có nhiều cái tính năng. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó là những cái cọc số của chúng ta là cọc số Arabic, đặc trưng giống như trên những cái dòng Portofino hoặc là những cái dòng Portuguese của hãng. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một sắp đeo nhỏ, và sắp đeo này của chúng ta sẽ có hai kim, bao gồm một kim chỉ cót 7 ngày và một kim của chúng ta là chỉ lịch ngày, đang chỉ vào con số 5. Ở góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy đó là một kim chỉ lịch tháng. Còn ở giữa góc 7 đến 8 giờ chúng ta sẽ có một cái ô cho nhỏ, đó là ô lịch 5. Và cái này các bạn lưu ý nhé, nếu như các bạn chỉnh quá, các bạn phải kéo ra như mình đang kéo này để cho nó không chạy nữa, và chúng ta chờ đến ngày đó để chúng ta chỉnh lại giờ. Chứ các bạn với cái ô lịch 5 này thì các bạn tuyệt đối chúng ta sẽ không vặn quay trở lại được. Và như các bạn thấy ở đây là ví dụ như cái này nó sẽ sử dụng đến 2999. Đó, thì nó sẽ sử dụng được đến 53.000. Tuy nhiên là đấy là về lý thuyết như vậy, nhưng mà thực tế là chiếc này là sẽ được đến 52.299. Và chúng ta sẽ không thể nào mà quay hết cái vòng 5 này để chúng ta chỉnh lại được. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên rút ra như mình. Hôm trước mình có test cho nên là mình đã kéo ra và để cho nó chạy thử vài ngày. Đó. Ở góc 9 giờ của chúng ta thì sẽ có đó là sắp đeo kim dây nhỏ small second, và chúng ta sẽ có ở đây là ô lịch thứ. Còn ở góc 12 giờ của chúng ta thì sẽ là lịch moon phase với một cái vòng là 29.5 chu kỳ. Đó. Chúng ta sẽ có bộ kim ở đây, tất cả bộ kim và cọc số của chúng ta thì được làm bằng vàng khối, và nó sẽ có cái thiết kế là lá liễu rất là đẹp. Thiết kế của dòng Portuguese này cực kỳ là tinh tế, với những cái chấm ở phía ngoài của chúng ta để hiển thị là 60 phút, và tại những cái đầu cọc số của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái chấm nó lớn hơn để chúng ta có thể phân biệt rõ ràng với những cái chấm bình thường. Nói chung là chiếc Portuguese Luis Figo này là một trong những cái chiếc cực kỳ hiếm hàng tại Việt Nam, chắc bây giờ chỉ có khoảng tầm 2 chiếc thôi. Và chiếc này của mình sẽ có number là 41/50. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một núm chính với cái logo của IWC, và ở đáy sau thì sẽ là nơi mà chúng ta sẽ thấy cái bộ máy của chiếc Luis Figo này. Một bộ máy mà có tới tận 62 chân kính và 7 ngày tích cóp, bao 7 ngày tích cóp là khoảng 168 giờ tích cóp.
Thì thực sự là đây là một trong những cái bộ máy cực kỳ khủng của IWC. À, các bạn có thể thấy rõ ràng là bộ máy hoàn toàn tất cả những phần bridge, những cái phần lộ ra của chúng ta thì đều được hoàn thiện với những cái vân là Cotech de Geneva. Và chúng ta sẽ có một cái con số 7 cũng như là tên Luis Figo ở đây. Đó. À, chiếc này thì không phải đơn giản mà nó được bán với giá retail lên đến là 28.500. Và với những cái thông số và như mình nói với các bạn thì thực sự đây là một chiếc đồng hồ rất là đáng tiền và đáng sưu tập. Chiếc này bên mình đang có một chiếc với mức giá rất là tốt là 14.990 đô, tức là khoảng 15.000, nó gần bằng một nửa so với giá trị của đồng hồ khi mà các bạn mua với giá retail tại boutique đó. À, chúng ta sẽ có một cái khóa gập đi kèm, và khóa gập của chiếc này cũng rất là nặng vàng, với cái phần khóa gập được làm cực kỳ dày và đầy đủ chuyện, các bạn có thể thấy rõ này đó. Phần phía trên khóa gập này của chúng ta thì sẽ được làm phay xước, còn phần dưới của chúng ta sẽ được làm bóng đó. Các bạn có thể thấy rất là rõ với cái phong cách thiết kế này của IWC thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc đồng hồ rất là phù hợp với anh em. Dĩ nhiên là anh em phải tay to một chút các bạn nhé. Mình sẽ ướm thử lên tay của mình. Đó, tay bên phải của mình vào khoảng tầm 19cm thì nó hoàn toàn là thoải mái. Tay anh em chỉ cần khoảng tầm 18cm để chúng ta đeo chiếc IWC này. Đó. Bên mình đã có sẵn chiếc đồng hồ này với tình trạng như mình vừa show cho anh em, là còn đồng hồ zin, khóa zin, dây, và nó không có bóc hộp sổ gì cả. À, cho nên nó có một cái mức giá rất là tốt là khoảng gần đến 15.000 đô. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc IWC này, Perpetual này, thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay. ICS vẫn có chế độ là ship VIP tận nơi, và anh em chỉ cần cọc một chút là bên mình sẽ ship bay đến tận nơi và ship cho anh em, cùng với chế độ bảo hành 5 năm và bao check 1-10. Thì đây là những chính sách cực kỳ tốt của IWC. Của ICS với những cái thương hiệu cao cấp. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.